tin nhắn zalo zalo đã có tính năng sao lưu tin nhắn giúp bạn bảo toàn dữ liệu nội dung trò chuyện hình ảnh video đã gửi hoặc nhận qua zalo trên smartphone và máy tính bằng cách sao lưu tin nhắn và nội dung đa phương tiện lên đám mây bạn có thể sẽ dễ dàng khôi phục dữ liệu khi cài lại máy cũ hoặc chuyển sang dùng máy mới trước đây ứng dụng nhắn tin zalo có điểm yếu là thiếu tính năng sao lưu và phục hồi tin nhắn do đó mỗi khi người dùng xóa ứng dụng hoặc đổi điện thoại tất cả tin nhắn hình ảnh file và video cũ đều biến mất. May thay, kể từ phiên bản 18.5.1 trở lên đối với Android và 5.39 trở lên đối với iOS, Zalo đã bổ sung tính năng sao lưu và khôi phục tin nhắn. Với tính năng mới, người dùng có thể sao lưu tin nhắn và nội dung đa phương tiện lên đám mây, sau đó dễ dàng khôi phục khi cài lại máy cũ hoặc chuyển sang máy mới. Bước 1, mở ứng dụng Zalo trên Android hoặc iPhone, truy cập vào trình đơn cài đặt, sau đó chọn tùy chọn sao lưu và khôi phục tin nhắn. Bước 2, Bấm nút sao lưu để tiến hành sao lưu dữ liệu. Nếu muốn Zalo tự động sao lưu dữ liệu định kỳ, bạn bật công tắc bên cạnh tùy chọn tự động sao lưu, sau đó chọn lịch trình sao lưu theo ý muốn. Nếu muốn tiết kiệm dữ liệu, bạn có thể chọn chỉ dùng Wi-Fi tại mục điều kiện mạng khi sao lưu. Mặc định, ứng dụng sẽ sao lưu dữ liệu lên máy chủ của Zalo. Tuy nhiên, nếu sử dụng Android, bạn có thể thiết lập để nó sao lưu tin nhắn lên Google Drive. Khi bạn cài lại Zalo và đăng nhập thành công trên máy tính ứng dụng này sẽ gợi ý bạn khôi phục tin nhắn đã sao lưu lúc này bạn chỉ việc chọn điểm sao lưu mình muốn khôi phục sau đó bấm nút khôi phục tin nhắn và zalo sẽ làm phần việc còn lại cho bạn khôi phục toàn bộ tin nhắn về đúng trạng thái bạn mong muốn